biết rồi, nghe tôi đi gần thôi tôi đi biết luôn. Cát sẽ đi. Dạ tôi biết Lucian ra thì game dễ quá. Rồi quýnh gì game khó xíu. Rồi chơi game phong quang đi nha. Chơi game phong quang, chơi game phong quang, chơi game phong quang. Chơi game phong quang, chơi game phong quang, chơi game phong quang. Quang nữa. Buồn quá, mỗi lần quang game mà tối cũng không được à, không quang nữa đâu. Mình có lên đao tím chứ không? Phê ơi, con này lên đao tím với Ma Vũ luôn phới không? Nó Echo, Cassadin với Kai'Sa. Lên Ma Vũ hả? Thôi, giờ điện chém đi. Ôi má, tụi nó bắt lên. Trời, đủ. À, sao làm rồi à, để nó farm free ta, để có sẽ đi farm free ta. Trời ơi, dở vậy ta. À, Willax dở rồi. Phải giết hết mà không chết luôn á. Xì ba. It was at this moment that he knew. He fucked up. Mà nó còn xe nó sao kìa trời. Bỏ ghép Echo lên. Còn nhớ Echo không lên rồi. À lên. Ui. À biết nó lên sao giết chết ta. Quỷ cái xe điện để chơi trốn mình hoài. Hay nha. Thôi ra mít lại.
xuống rồi. Ôm nó lại. Lẹ gì vậy? Cúng cho cây xa chết tim vàng ta. Tham quá anh em ơi. Tham. Ừ, AD nó lên được thiết lực hay lắm. Xin nó yếu lắm em. Sao nó sống kìa? À, còn dây chuyền à, còn quyền trưởng à. Theo anh em ơi, em mà đi trốn với anh.